Nếu thì có nhu cầu mua ngọc rồng hoặc liên quân, hãy lên game.vn, nơi bán nick vàng ngọc xanh giá rẻ, tiền chất lượng. Nếu thì có nhu cầu mua hãy lên conixrẻ.com, nơi bán vàng ngọc xanh giá rẻ, tiền chất lượng. Ok anh em, thì anh em đã thấy rồi đấy, thì mình đã vừa mở ra cái skill điện tử ra được Kame mấy không? Yep, và chúng ta sẽ đến với lại một cái tiết mục gọi là hiến máu cho AD. Thì cái skill này thì em mình mở cho mình mở nhau mấy ông. Thằng này thì chuyên gia nhận điện tử ấy, mấy ông nào có nhu cầu thì cứ liên hệ nó, mình để Facebook của nó ở dưới nha. Ok, bây giờ mình sẽ gọi là gì nhỉ? Ước ngọc rồng đi. Và ok, mình sẽ ước giàu có nha. Đẹp trai nhất vũ trụ mình sẽ để sau. Ok, ước giàu có và ước 1.000 năm ngọc. Bây giờ mình sẽ đi nâng skill điện tử là một, sau đó mình sẽ mua bông tai và ra luyện tập nha mấy ông. Đó, thì ở đây cũng chuẩn bị được 300 triệu vàng và 1.600, à không không 1.600 đâu, mình sẽ ra siêu thị nha. Đây. Quên mất là mình còn đang chuẩn bị ngọc ở siêu thị nữa. Đó. Đây, cửa hàng ký gửi, mua bán ký gửi. Đấy, mình có mua được 100 à đâu, mình đã chuyển chuyển sang từ 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 tết cáo sang á, từ 100 à 680 ngọc. Đó, thì bây giờ mình đã đi sẽ đi gọi là mua ít đồ đi. Sang đảo Kame và mình sẽ ui lát thế. Mình sẽ mua gọi là nâng điện tử nha mấy ông. Đó, mình sẽ mua được X6 là mất 900 này, nâng lên KM7. Ok, thì Satan cửa hàng và chúng ta sẽ đến với lại tiết mục gọi là hiến máu cho đi. Đây 150 ngọc mình sẽ mua X6 nha. Đó, X6 thì mất được 9 à, 900 đúng không? 900 đúng rồi. Ui lắc thế. Ok anh, à, anh em thông cảm nhá, do là đang ở chỗ hơi xa wifi là nó lag á. Đó thì mình bây giờ mình sẽ mua gọi là 6 cái đi. Ui lắc thế. Ui mấy cái rồi, 4 cái. Đó, ok mình sẽ mua thêm 2 cái nữa nha. Tương đây là đủ nâng Kame đây. Kame 6 rồi này. Kame 7. Ok, mình sẽ gọi là nâng lên đi, nâng luôn đi, không sẵn nữa. Đó, 1 2 3 4 5 và 6. Đó, ok thì đây, anh em thấy không? Đẹp trai không? Galick đấm à đấm Galick Kamezoko. Đó thì mình sẽ đeo đồ cho nó cho em nó nha. Thì mình đã chuẩn bị được ít gạ, một cái găng khá là ngon rồi. Đấy mình mua được với cái giá là 300 triệu. Mình thấy cũng rất là ngon, rất là ổn. Cho nên là anh em là cứ yên tâm là mình sẽ úp thẳng cái con này luôn nha. Thì bây giờ chắc là mình sẽ đi mua cái giáp luyện tập đi. Từng đây vàng chắc mình sẽ mua hẳn cái giáp tầng cấp 2 phải không? Ok, làng Kakarot. Đây rồi. Pem, bây giờ mình sẽ đi đang làng Kakarot gọi là mua một cái giáp về. Mình đang suy nghĩ con này là chơi sức đánh hay là chơi HP. Theo mình thích thì mình chơi chơi sức đánh hơn mấy không? Bởi vì sư cấp 1 xây ra chơi HP thì hình như có rồi á. Đó mình trước khi mình mua cái sản phẩm mình sẽ review cho anh em xem cái găng nha. Đây. Đó, cấp 4 không xịt, 2 sao chưa ép. Quá là ngon luôn. Thì mình không tiện là mình hiến máu cho AD được hiến 3S đâu mấy không? Khó lắm. Đó, thì Apple cửa hàng và chúng ta sẽ mua được cái giáp luyện tập nha. Và ok, mình sẽ mua cái giáp luyện tập 2 luôn đi. Ok, chơi lớn luôn. Thì mình đang thích là cái con này nó bui sức đánh phải không? Tôi thích chơi xảy ra sức đánh hơn. Tôi thử xem một lần chơi xem là có ok không. Đó, thì đây là tập cấp 2 đây. Mấy ông nào mà có ý kiến thì cứ comment phía dưới nha, mình sẽ gọi là để ý dần dần á. Ok, bây giờ mình sẽ đến với tiết mục quan trọng nhất trong ngày hôm nay và mình sẽ đi mua bông tai Potara cho em nó nha. Thì HP sự AP 100, Ki 100, sức đánh 300. Ok, thì Uron hàng độc. Và chúng ta sẽ đến với lại cái tiết mục gọi là bông tai Potara. Ok, mua một ca ngọc. Thì còn 300 ngọc nữa, chắc là mình sẽ mua thêm ít ngọc nữa và mình sẽ đi gọi là gì ạ? Một bùa đi. Hợp thể lại phát. Ngon. Mẹ mấy ông thấy luôn không? Đó, đẹp dai không? Đẹp dai không? Đẹp dai không? Quá đẹp dài đi chứ ạ. Ok, thì con sư cấp 1 của mình đã gọi là mở được skill, sau đó là mua được hiến máu một ít bông tai và ra luyện tập K17 nữa. Đó thì clip của mình đến đây là hết anh em. Anh em thấy hay thì đừng quên bỏ ra 5 giây ở nút like đăng ký và đừng quên gọi là comment ý kiến hay để mình làm tiếp được clip nha anh em. Ok, bye tất cả em nhé. Bye.